tùy theo cái môi trường của mình đang đến. Ví dụ như là đi làm thì mình sử dụng nước hoa nó nhẹ nhẹ, và đến những buổi tiệc thì mình sẽ sử dụng những loại nước hoa nó nồng nàn hơn, nó ấm áp hơn. Và còn tùy vào thời tiết nóng hay lạnh thì sẽ sử dụng những loại nước hoa khác nhau. Và các bạn hãy bình chọn cho sản phẩm đẹp tại bên dưới.